Quang Linh vừa về đến Angola đã làm mấy chục thành viên hoảng loạn bỏ chạy, nguyên nhân ở lôi con. Sau 2 tháng ở Việt Nam, Quang Linh Vlogs đã quay trở lại châu Phi. Anh cho biết rạng sáng ngày 1 tháng 10, anh đã cùng những người bạn, trong đó có anh chàng Lindo, gấp rút đáp chuyến bay trở về Angola. Ngay sau khi quay trở lại Angola, Quang Linh Vlog vội vàng ra trang trại kiểm tra tình hình. Anh Quý, anh Thế, anh Hậu, những người quản lý xông xáo, có tâm của Quang Linh Farm cùng những người trợ giúp khác đã khiến trang trại ngày càng phát triển. Theo chân Quang Linh, không thể thiếu cậu nhóc lôi con. Idol Angola ngày ngày vẫn chạy sang hóng mọi người làm vườn, bắt cá, nuôi dê. Thông thuộc đường đi ở trang trại nên mọi người trêu cậu nhóc ra dáng con nuôi chủ tịch giám sát anh em. Khi cậu bé lon ton đi theo Quang Linh, ai cũng trêu rằng cậu nhóc đang bàn giao lại trang trại cho chú Linh tự quản lý. Trong khi đó, Quang Linh tỏ ra hài lòng và biết ơn vì các quản gia đã chung tay xây dựng trang trại. Trong 2 tháng anh đi vắng, ở trang trại đã làm thêm nhà để xe đầu kéo, hoàn thiện chuồng thỏ, cỏ cũng trồng sẵn rồi nhưng chưa mua được giống. Trang trại rất bận rộn vì đang ưu tiên trồng củ đậu và ngô để đón mùa mưa. Chuồng lợn ngày xưa bị lốc xoáy giờ chuyển sang thành chuồng nuôi gà. Chủ yếu họ nuôi gà nhỏ, một số ít đã trưởng thành, cho trứng khá to. Quang Linh tâm sự, mình đang đợi vật tư và thuốc men cho gà chuyển từ Việt Nam sang. Ở đây thời tiết khắc nghiệt, mua giống lại khó, phải rất kén giống chứ mình không dám mua ngoài chợ. Mình cũng dặn anh em nuôi con gì cũng từ từ, gấp gáp quá nhỡ phải con dính dịch thì hư cả đàn. Bắt đầu mùa mưa rồi, gà hay ốm lắm. Chuồng cũng được quy hoạch sẵn khu vực ấp gà con. Quang Linh đang suy nghĩ việc đặt máy ấp trứng để chủ động nguồn giống. Anh chàng bàn với mấy anh em sẽ đặt làm máy ấp từ Việt Nam, đóng container chuyển sang khi nguồn cấp điện tại trang trại ổn định. Nghiêm túc bàn bạc kế hoạch được một lúc, Quang Linh lại trở về với con người hài hước khiến fan cười bỏ. Khi lôi con đang tha thẩn chơi với gà, Quang Linh trêu, lôi vào bắt một con gà đi, ôm được gà thì chú cho mang về, làm cậu nhóc hí hửng chạy vào lùa gà. Bầy gà sợ hãi con chạy con bay tán loạn, làm lôi con cũng sợ theo. Cả gà cả người còn chưa kịp hoàn hồn, Quang Linh lại đẩy cậu nhóc vào góc chuồng để vồ gà, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Đến khi ra thăm vịt, lôi con biết cách lùa vịt xuống ao bơi, đang hí hửng vì được khen khéo léo, biết việc thì Quang Linh lại thách lôi đếm số vịt xong ao. Cậu nhóc chưa kịp phản ứng, Quang Linh lại kích, lôi có biết đếm đâu, đếm làm sao được, làm cậu bé mặt xị xuống phụng phịu. Ngoài ra cầm như gà, chim cút, vịt, ngan, dê ở trang trại Quang Linh cũng nhân đàn tốt, đẻ liên tục. Có đến 8 chú dê con mới chào đời, bọn dê trưởng thành lông bóng mượt, khỏe mạnh, dù môi trường, thời tiết ở Angola khắc nghiệt. Quang Linh cho hay, sắp tới trang trại có thể nuôi thêm bò. Chuồng đã xây xong còn bò thì đang nhờ Công Giáp, một thành viên cốt cán trong team châu Phi, tìm giống tốt và chờ cỏ nhiều mới đem về nuôi. Sự đoàn kết và tự giác của những người đang làm việc cùng Quang Linh khiến anh tự hào và tự tin rằng trang trại sẽ càng lúc càng phát đạt, tạo nguồn thu tốt và ổn định cho mọi người. Cách đây vài ngày, Quang Linh Vlog cũng gây sốt với đoạn clip trở về Angola. Anh chàng được các anh em trong team châu Phi ra sân bay đón, trong đó có Tiến Tuti và một số trợ lý, cả hai ôm chầm lấy nhau khi hội ngộ. Đoạn clip ngắn quay lại cảnh tượng này thu hút đông đảo chú ý của cư dân mạng Việt. Đặc biệt, sự có mặt của lôi con cùng phản ứng rất hờ hững, có phần hờn dỗi của cậu bé làm nhiều người bật cười. Trước khi về Việt Nam, Quang Linh từng nói đùa sẽ về quê ở hẳn, không sang nữa, khiến cậu nhóc vùng vằng bỏ đi. Lần này, sau vài phút không có động thái chào đón, cuối cùng lôi con đã đến bên Quang Linh, bày tỏ niềm vui khi được gặp lại. Trong 2 tháng về Việt Nam, Quang Linh Vlog và những người bạn đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Nhóm của anh cùng với các người bạn và Hoa hậu Thùy Tiên đồng hành đi tới điểm trường ở Hà Giang. Ngoài ra, anh hỗ trợ 35 con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Nhóm còn tiếp tục ra Đà Nẵng thăm các chiến sĩ, cán bộ và tham gia trồng cây xanh trên các đảo ở Trường Sa. Không những vậy, Quang Linh mới báo tin vui khi việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt, mở thêm 3 đại lý, nâng tổng số lên con số 6 quốc gia ở Canada, Mỹ, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.